hack anh cáo mặc đồ hải tặc trong game Play Together qua phá quán chị Mận. Hả? Ok. Thích hành tao hả? Để tao coi mày chịu đựng được tới bao lâu. Cái gì mà cay quá vậy? Thì ra ông lại đông phá quán tôi phải không? Lần trước bị nâu mắt rồi chưa ha. Rồi tự nhiên bữa nay giả hải tặc ý tưởng ở đâu ra đây? Là từ trong game Play Together ra đó. Lạng sao nữa? Đây nè, trong game Play Together có những trang phục rất là dễ thương, chẳng hạn như trang phục hải tặc này tôi rất là thích cho nên tôi mới cosplay nè. Bà thấy giống không? Giống y chang luôn đúng không? Nếu vậy bà tham gia sự kiện Fashion Week của Play Together đi. Từ nay đến 30 tháng 9, đây là sự kiện được tổ chức trên fanpage của Play Together. Bà có thể cosplay giống biểu cảm với trang phục của nhân vật trong game bà thích. Nếu bà muốn tìm hiểu thêm có thể lên trên fanpage của Play Together để tìm hiểu nha. Thôi tôi đi đây, bye bye. Ừ, lại giờ còn ba giống nguyên cái bài này tính sao đây hả trời? Đây để tôi trả tiền cho. Ủa chết cha. Trời ơi.